Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 4 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Tường tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015. Yên Lạc triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2015. Xã Đồng Ích chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Chí Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Minh Thịnh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Năm học 2014-2015, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn huyện hiện có 86 trên 103 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trên 6 trường trung học phổ thông. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, huyện cũng chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Năm học vừa qua, huyện Vĩnh Tường có trên 2.000 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 34 giải quốc gia, 541 giải cấp tỉnh và nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi trạng nguyên nhỏ tuổi, toán tuổi thơ, giải toán trên máy tính Casio, tiếng Anh qua mạng. Tại buổi lễ, 196 em học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và nhiều giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2014-2015 đã được tuyên dương khen thưởng. Huyện Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp vụ mùa vụ đông năm 2014, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ mùa vụ đông năm 2015. Vụ mùa năm 2014, toàn huyện gieo trồng trên 5.200 hecta, trong đó diện tích lúa đạt trên 4.300 hecta, năng suất lúa bình quân đạt trên 63 tạ một hecta, tổng sản lượng đạt gần 27.500 tấn. Vụ mùa toàn huyện gieo trồng được trên 3.700 hecta hoa màu và rau xanh các loại, sản lượng đạt trên 4.100 tấn. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2015, toàn huyện phấn đấu gieo trồng gần 5.200 hecta, trong đó cây lúa đạt trên 4.300 hecta, năng suất phấn đấu đạt gần 68 tạ một hecta. Vụ đông năm 2015, huyện phấn đấu gieo trồng gần 3.800 hecta cây trồng các loại. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ mùa vụ đông năm 2015, toàn huyện phấn đấu đạt trên 38.400 tấn. Hội nghị cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào các giải pháp thực hiện đề án lúa gieo thẳng trong điều kiện vụ mùa năm 2015, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, mở rộng diện tích sản xuất rau chất lượng cao, công tác cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Phấn đấu trong năm 2015, ngành nông nghiệp huyện Yên Lạc sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trước tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, Ủy ban nhân dân xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chống nắng nóng để bảo vệ đàn vật nuôi. Ủy ban nhân dân xã Đồng Ích đã chỉ đạo cán bộ thú y xã, ban quản lý các thôn và đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Các hộ chăn nuôi đã bố trí quạt thông gió làm mát trong ngoài chuồng nuôi, đảm bảo cân bằng về nhiệt cho vật nuôi, phủ rơm dạ lên mái hoặc sử dụng vòi phun tự động để làm mát, thực hiện chế độ ăn có bổ sung vitamin, rau xanh và chất điện giải, đồng thời giảm mật độ nuôi nhốt, tạo sự thông thoáng cho vật nuôi. Tân Lập là một trong những thôn có số lượng chăn nuôi đàn gia cầm lớn của xã. Chính vì thế, khi thời tiết nóng, công tác bảo vệ đàn vật nuôi cũng được các hộ chăn nuôi đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Em dùng quạt, thứ hai là dùng máy bơm nước tự động ở trên mái, sau đó là nước cho uống, mình cho uống cái điện giải KC cho nó mát. Nhờ chủ động triển khai thực hiện các biện pháp chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, nên đến thời điểm này, phần lớn đàn gia cầm trên địa bàn xã Đồng Ích vẫn phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng, góp phần ổn định kinh tế của địa phương. Chương trình tiếp tục với những tin tức khác. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Lập Thạch phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Lập Thạch tổ chức lớp tập huấn pháp luật năm 2015 cho 113 cán bộ và nhân dân. Các học viên được phổ biến tuyên truyền về luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về hộ tịch, một số quy định chung về phạm vi điều chỉnh, khái niệm hộ tịch và nội dung đăng ký hộ tịch, bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân, nguyên tắc đăng ký hộ tịch và các hành vi bị nghiêm cấm, thẩm quyền đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã,
trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cơ sở dữ liệu hộ tịch. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu Nghị định số 23 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 3 tháng 6, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vĩnh Tường phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng công tác hội cho cán bộ Hội người cao tuổi 29 xã thị trấn. Các học viên được hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội người cao tuổi cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt luật người cao tuổi, chương trình hoạt động quốc gia về người cao tuổi. Qua lớp bồi dưỡng giúp Hội người cao tuổi cơ sở tổ chức thành công Đại hội Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò cây cao bóng cả, tuổi cao gương sáng, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Sáng ngày 3 tháng 6, Hội người cao tuổi thị xã Phúc Yên tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam, mùng 10 tháng 5 năm 1995, mùng 10 tháng 5 năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng 5 năm giai đoạn 2010-2015. Hội người cao tuổi thị xã hiện có trên 11.800 hội viên sinh hoạt tại 123 chi hội. Từ khi thành lập đến nay, các chi hội đã hoạt động tích cực, hiệu quả trong các phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua các phong trào, giúp người cao tuổi thị xã được sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tại buổi lễ kỷ niệm, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015 đã được biểu dương khen thưởng. Phòng giáo dục huyện Bình Xuyên cùng gần 100 em học sinh vừa tổ chức lễ báo công học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm học 2014-2015, kết quả học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của huyện có nhiều khởi sắc. Từ huyện có 84 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 110 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cấp tỉnh, bậc trung học cơ sở. Ngoài ra còn hàng trăm em đạt giải trong các sân chơi trí tuệ, bậc tiểu học và trung học cơ sở. Trước anh linh của người, thầy và trò ngành giáo dục huyện Bình Xuyên xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động, thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, để góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp văn minh. Sau lễ báo công, đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học, thành phố Vĩnh Yên sẽ khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để chuẩn bị tốt kiến thức và tạo cho học sinh có tâm lý tự tin khi bước vào kỳ thi, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, tăng cường công tác giảng dạy và ôn luyện. Trước những điểm mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền để giáo viên, học sinh và phụ huynh nắm được cách thức thi, tập huấn quy chế thi cho đội ngũ giáo viên, chỉ đạo tổ chức ôn thi cho học sinh theo hướng bám sát chương trình sách giáo khoa, tăng cường phụ đạo ôn tập cho học sinh có học lực trung bình, yếu, chú trọng đến công tác định hướng cho học sinh, giúp các em chọn trường thi, ngành nghề phù hợp theo năng lực. Căn cứ vào cái nguyện vọng của học sinh, nhà trường đã bố trí sắp xếp các lớp học theo cái nguyện vọng của các em và các cái môn đăng ký cho phù hợp. Bên cạnh đó thì nhà trường đã tổ chức ôn tập thành nhiều vòng và sau mỗi vòng, sau mỗi giai đoạn thì nhà trường được kiểm tra đánh giá, qua đó giáo viên rút được kinh nghiệm. Từ đó thì điều chỉnh được cái phương pháp và có cái kế hoạch ôn tập cho nó phù hợp sát sao hơn. Nhà trường đã thành lập tổ tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giải đáp những thắc mắc về kỳ thi, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, tổ chức tư vấn hướng nghiệp và cung cấp kiến thức cơ bản về ngành nghề, định hướng phát triển, nhu cầu lao động trong tương lai để học sinh có định hướng nghề phù hợp với năng lực của mình. Nội dung ôn tập được nhà trường chia thành nhiều giai đoạn, nhiều vòng. Sau mỗi giai đoạn sẽ kiểm tra đánh giá chất lượng để giáo viên điều chỉnh phương pháp, nội dung, nâng cao hiệu quả ôn tập. Hiện nay ngoài việc tham gia ôn tập ở trường và lớp
do nhà trường tổ chức thì em cũng tăng cường về tự học của mình để có thể hoàn thiện được các kiến thức và kỹ năng của bản thân. Năm nay em đăng ký thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tỉnh ạ. Em đăng ký thi học khối C. Đến thời điểm này thì ngoài việc ôn tập để có lượng kiến thức cho các môn thi tốt nghiệp mà em còn tự ôn tập để có nhiều kiến thức có thể tự tin bước vào kỳ thi đại học ạ. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học có 260 học sinh, trong đó 104 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cụm tỉnh, 156 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cụm liên tỉnh. Đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, thầy và trò nhà trường đã sẵn sàng để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.